Xin chào mọi người. Thì sau một ngày mình làm việc cũng như là một ngày mình trang điểm á, mình dùng những các loại kem á, thì mình về nhà thì mình nên dùng các loại dầu để mình tẩy trang. Thì có nhiều cách để tẩy trang cũng như có nhiều loại dầu để mình tẩy trang, nhưng mà ở mẹ kem á, thì có ba loại dầu này: dầu dừa, rồi dầu gấc và tinh dầu bơ. Thì hiện tại Trà sử dụng tinh dầu bơ nè để tẩy trang, và hiện tại cũng đã bôi lên một lớp như thế này. Tại vì tinh dầu bơ nó có độ ẩm như nhiều cũng như là nó chống lão hóa rất là tốt, nên là Trà hay dùng tinh dầu bơ. Và điều đặc biệt nữa là bên công ty mẹ kem đó, khi mà chiết xuất tinh dầu bơ để tẩy trang thì là dùng hoàn toàn từ những loại bơ boss của Đắk Lắk á, nên Buôn Ma Thuột Đắk Lắk rồi. Nói chung là cái nguồn nó hoàn toàn thiên nhiên và rất là tốt. Mình cứ massage nhẹ nhàng tinh dầu bơ. Thì nãy giờ mình massage cũng được 5-7 phút rồi, mình mới chợt nhớ là thôi mình làm một cái video clip để tẩy trang đi và cho mọi người cùng xem luôn. Sau rồi đó mình sau khi tẩy trang thì mình sẽ rửa rửa sạch bằng loại nước ẩm, bằng nước ẩm, và mình sẽ dùng sữa rửa mặt để tẩy da một lần nữa, để rửa sạch da một lần nữa. Đây ha. Độ bóng nó rất là nhiều. Khi mà mình tẩy trang bằng những cái loại tinh dầu này á, sẽ giúp da mình, nó cái loại dầu nó sẽ cuốn theo luôn những cái bụi bẩn của trên bề mặt của mình á, đồng thời nó dưỡng ẩm rất là tốt, nó không có gây khô khô da, vừa sạch da vừa dưỡng ẩm luôn. Nhưng cả nhà chỉ có 130.000 thôi, hạn sử dụng 1 năm, dùng rất là lâu.